Sau đây sẽ là thông tin thời tiết nông vụ với biên tập viên Hải Yến. Chào chị Yến, đầu năm mới thì thời tiết ở miền Bắc nắng ấm có vẻ khá thuận lợi để bà con chăm sóc lúa xuân. Không biết thì thời tiết nắng ấm còn kéo dài không ạ chị? Vâng, nắng ấm vẫn còn xuất hiện trong nhiều ngày tới và khoảng thời gian trưa chiều. Cụ thể là nền nhiệt ở khu vực đồng bằng sông Hồng vẫn giữ ở mức ổn định trong khoảng là 23 đến 27 độ. Và buổi sáng trời có thể xuất hiện sương mù, ẩm cao và có thể làm sâu bệnh hại phát triển trên lúa đông xuân. Vì vậy bà con chú ý là chúng ta kiểm tra, phát hiện và phun trừ sâu kịp thời. Sang đến tháng 3 dương lịch cũng là giai đoạn cuối đông ở miền Bắc. Các chuyên gia nhận định thời tiết sẽ có sự tương đồng với mọi năm. Như là tại thủ đô Hà Nội thì ước tính sẽ có khoảng nửa ngày trong tháng là có mưa. Như vậy sẽ có sự đan xen giữa những ngày nắng và những ngày mưa. Nền nhiệt thì cũng giữ ở mức vừa phải, trung bình tháng khoảng là 20,5 độ. Trời không quá lạnh mà cũng chưa xuất hiện nắng nóng, khá thuận lợi để lúa đông xuân phát triển. Chuyển sang dự báo cho các vùng chuyên canh nông nghiệp khác trong tuần tới. Ở Bắc miền Trung, dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 2 sẽ có sương ẩm vào buổi sáng. Đến trưa chiều, sương sẽ tan dần nhờ có nắng ấm, nhiệt độ tăng lên 23 đến 26 độ. Đến ngày 17, ngày 19 tháng 2, lưu ý thời tiết sẽ thay đổi, trời nhiều mây hơn và có mưa rải rác, nhiệt giảm xuống còn 21 đến 24 độ. Ở đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết ổn định hơn với tiết trời nắng kéo dài. Dự báo trong 7 ngày tới đều có nắng từ sáng đến chiều. Mưa trái mùa chỉ xuất hiện vài nơi với nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ.